Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại Duy Minh đang đứng trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý của chú anh chị. Thì hình như có một cô chị gì không biết nữa. Cô chị mình nè. Dạ. Dạ. Dép con hả cô? Đúng rồi. Dép. Gì hả? À. Chào cô. Hôm qua cô gọi con đó hả? Sao cô nói là hôm qua lên mà? Nói bữa nay. Bữa nay hả? Bây giờ nhận dạng là chỉ đôi dép thôi. Đôi dép con giờ nó tàn. Nhiều người nhận dạng đôi dép lắm rồi. Tại mặt. Ở đây chỉ có các bạn Zalo mà. Dạ dạ. Các bạn Facebook á. Dạ. Tự kết bạn luôn, là bài cái khẩu đây. Cô kết bạn Zalo con á, Facebook nhiều khi là Facebook con điện không được á. Cô hình như là cô ở Đồng Nai. Đúng rồi, cô ở Đồng Nai. Cô lên với ai cô? Hát mấy bài đó rồi. Dạ. Bây giờ tại cổ rồi mấy bài cũng đợi hát không ca giờ thôi. Hát với bạn là cô gái đáng sầu riêng. Quá hay ghi hả? Dạ. Ai cũng nhờ em chị để bắt trực tiếp luôn. Đẹp mà, cô không sợ gì? Một tấm thì cũng thấy mà. Dạ. Từ dưới Đồng Nai tới đây đâu phải đơn giản đâu đúng không? Ủa, chị còn trẻ mà. Gọi đây chị ha. Để ở bên đây có cái cô nè. Hay dừng chân nghe quán em. Em đây bán trái sầu riêng, những em cũng bán tình. Dù cho má vẫn phai hồng, sầu riêng gian chữa trong lòng. Khách đa tình xin chớ dấn dương, để em còn đi bán sầu riêng. Em bán sầu riêng cho tình duyên không bán. Em e thẹn trả lời anh rồi đưa anh đi thăm vườn sầu riêng. Gió thổi tóc em bay tèo con bướm trắng lượn quanh mình. Nắng ấm về đây với chim mốt rộn ràng. Anh hỏi em hôm nay bao nhiêu đã lập gia đình hay là đã có người hai? Em không trả lời nhưng đứng lặng yên, chỉ nhìn theo đôi bướm chậm chờn. Em nghe ngọn khe nắm lấy tay em, anh bỗng bưng quân đôi má hồng chính ơn. Em đã để cho anh tìm chút bất ngưỡng trên làng môi em, qua nụ cười tươi với nắng ấm trong giường. Nhân phút chia tay sao đến quá dối vàng, anh đã đi rồi mang theo đàn bom trắng. Còn hẹn mùa này năm tới sẽ tìm nhau trên con đường đất đỏ gió lao sao. Một đàn chim nhỏ như đón chào người khách lạ, anh đi rồi sao em buồn thắm quá. Trong lòng mang một mối sầu riêng. Dù cho má thắm thôi hồng, sầu riêng gian chữa trong lòng. Khách đa tình xin chớ dấn dương, mỗi năm em bán sầu riêng. Nhưng em không bán tình duyên, dù cho mai mốt xương tàn, em phải còn đi bán sầu riêng. Mùa về đây tới con bướm trắng tung bay qua mấy hàng phương nở. Chắc có nhiều hôm anh ra ngoài kia vui đùa cùng sóng biển, cớ sao anh dặn ghé Long Thành. Em ngồi vắt tay nơi quán nhỏ của một mình, mấy cây sầu riêng còn nhớ người cách cô. Uống hồ về cô gái bán sầu riêng, gió cuốn bụi đường xe đến rồi đi. Sao người năm trước không đến tìm cô quán nhỏ,
sớm đợi chiều trong cho qua tàn lá úa bên góc sầu riêng dò dò đứng mong chờ ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng hay dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên dù cho mai mốt xuân tàn em phải còn đi bán sầu riêng trăng gió chiều hôm tung bay làng bụi đỏ qua vườn rừng rừng cánh lúa rụng bên đường những chiếc xe chiều dội già lướt nhanh thôi rồi người năm trước không bao giờ đến nữa trách ai lòng dạ ứng hờ để đợi để chờ cho cô gái bán sầu riêng. Quá wow, quá tuyệt vời luôn cô ơi. Phải nói là nhức nhức nhói luôn. Y chang như cô Lệ Thủy luôn. Cô cho con hỏi là cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô 64 tuổi à. Cô 64 tuổi hả? Ờ, cô trước khi cô đến đây thì cô thấy ở cái ngôi mộ của chú như thế nào cô? Thì cô nãy giờ cô nói rồi rất là đẹp mà chị cô không ngờ là anh chú Linh lại là tài đức vẹn toàn như thế. Dạ. Cho nên là thấy người ta thăm mộ thường thường Minh Phụng hồi xưa cũng nổi tiếng nhưng đâu có được giống vậy. Cho nên là nhất mà không có nhị. Rồi mình nghĩ sắp tới đây chắc cũng không có người nào giống như Vũ Linh vậy. Cho nên anh ấy là số 1 rồi, năm mà quan rồi. Đó, cho nên là cô chỉ cảm giác cô, là cô có cái giọng hát rất là hay luôn cô. Thì cô cho con hỏi là cô có là đi hát ở đâu hay không cô? Nói chung thì cô cũng có chơi kiểu tài tử rồi chơi nhạc sống. Dạ. Cho nên là cũng chơi nhạc cũng nhiều. Dạ. Ờ. Có bà con với này Thủy không cô? Không có bà con. Không có bà con hát với Lệ Thủy. Nãy giờ con muốn gọi cô một tiếng là cô Lệ Thủy ở Đồng Nai. Tại vì cô hát với cái cách hát giống cô Lệ Thủy á. Cái gì cũng giống trang phục giống. Nãy giờ là bài hát nữa thì cô sẽ tặng cho một bài nữa. Dạ. Cô sẽ hát một cái bài đó là Ngày Đá Đơm Bông. Dạ. Thường đá mà đơm bông là dạ, thấy lạ rồi. Rồi ha. Giờ cô sẽ hát bài nữa. Dạ. Nói chung mà hát không hay nhưng mà thích hát. Dạ. Quá hay luôn. Nhất là tấm lòng gửi đến rồi. Cô hát bài Ngày Đá Đơm Bông nha. Dạ. Bụi tối ngủ trên đồi hói hòn đá nhỏ con đường nào dây đến một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi bụi sáng ngồi trong rừng hỏi ngàn lá đổ con đường nào dâng đến một miền quê trời hạnh nắng mưa có găng soi ra đời mưa về cho lúa đồng bồng ơi quê mình giờ đây con sông xưa thuyền có xuôi ngược ơi kéo kẹt bồng đưa ngày xưa đó mẹ đã đứng cười rung làng tóc trắng tre cuối làng đầu sông theo gió đồng đường bụi da sáng hồi mây trời đi hoài có rõ con đường nào dẫn đến những ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về sấy tố mưa sẽ về cho đá đơm bông ơi quê mình giờ đây con sông xưa thuyền có xuôi ngược ơi kéo kẹt bồng đưa ơi tiếng ru ngọt môi thương những buổi trưa buồn hỏi mình ghé khẽ con đường nào dâng đến những ngày xưa đó mẹ đã đứng cười rung làng cọc trắng tre cuối làng
sang trầu sơ vườn theo gió đông đưa bụi sắc hôi mây trời đi hoài có rõ con đường nào dẫn đến một ngày vui đó đầy chiến sao rồi nhớ về xây tô mưa sẽ về cho đá đồn bồng hay quá cô. Quá tuyệt vời luôn cô ơi. Dạ mà cuối là danh kiếm cho cũng nghe. Phải nói là nghe nên nói là cô là có hay là đi là hát những cái đồng hát cũng như là ở miệt vườn núi cũng vậy, cũng như là ao làng á. Đó, cho nên là cô hát rất là hay. Hát như là đám tiệc đồ hết cô. Cũng như là hát miệt vườn đó quý cô chú anh chị. Cho tụi nó chiêu vũ cái bài quê hương ba miền. Cho một cháu múa mới đi đình ngày hôm qua. Hôm nay cái hẹn nhau đi liền. Hôm qua là cô đi hát ở đâu cô? Hát ở ngay phường mình. Phường của cô là phường cô. Hát rồi, ở Đồng Nai ha. Hát múa ở đó xong rồi lấy đủ nhau đi lên đi chơi thăm mộ anh Vũ Linh để mai mốt rồi có mộ thì nó không thoải mái gì vô thăm chứ bây giờ lên đi trước không cô thì không phải là không thoải mái nhưng mà có cái là nó thay đổi cái quan cảnh ở đây thôi. Có thể là những cái hoa này sẽ để vào một nơi nào đó đó cô. Đúng rồi, chứ là mình vẫn là đi đến đây viếng mộ bình thường không có sao hết thì tụi cô thì không có hứng thú nhưng mà nào có dịp rồi đi mộ xong cô đi có khi xây mẫu xong mà cô lên luôn hả cô? Để cô tính lại coi chứ để đi nhiều khi mất công việc đó. Dạ. Chứ cô cũng thích lên chứ. Dạ. Đáng lẽ cũng lên vài lần chứ mà mới có một lần. Hôm nay là cô đi là trong đoàn cô là mấy người cô? Bốn người ha. À tức là mấy cô ngoài đây chứ ha. Đó ba nữa. À. Ba chị này có biết hát không cô? Múa không hả? Múa giỏi lắm à. Dạ. Cái bài quê hương ba miền mà đây không có đi đủ. Gì hả? Đi có đứa còn hai đứa nhà. Wow, tuyệt vời ha. Biết cô là cả đội nha. Nói chung thì nhạc thì biết rất nhiều, mấy chục bài nhạc lận mà. Dạ. Vậy cô? Cổ hồi nãy giờ hát hai bài rồi. À, cô có thể nào mà hát thêm một bài cổ nữa để tặng bà con cô bác gần xa được không cô? Cổ thì hát xong ca thì nó đỡ mệt mà hát một mình cũng hơi mệt. Dạ. Nếu mà cái đó thì hát hai câu thôi nha. Dạ. Trong quê em đâu có được không? Có ai hát xong ca đâu? Đây vòng vòng xong qua quê em. Xong ca phải không? Anh này rồi. Rồi rồi. Dạ. Chơi luôn. Dạ. 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 Bây giờ mình đi nói bên đi cho cô, nhiều khi đang hát có bà con lại cái mình di chuyển á, nói qua bên đây một cái cô, khi bà con lại mà lại cúng á mới cần mình di chuyển nữa. Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về xóm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp bóng trong nhà, nghe câu hát xa xa lòng anh trần nhờ. Ơi dạm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng. Đổi pháp đi rồi hay đổi mỹ tâm lăng. Dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Tự bồi quen nhau anh thường cài chém như chiếc nào xanh dòng sông dàm con. Wow. Năm tháng xa nhau như con sóng nhỏ trong lòng. Wow, hay quá.
dòng nước trong xanh soi ánh trăng vàng. Mấy mươi năm sống cùng ta ra trần là bấy nhiêu lần chờ nắng diễn câu màu xanh quê hương lớn lên trong bom gầm lửa đàn. Nắng dài mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu, dòng sông tôi yêu nay chớ đầy nhung nhớ. Cảm ơn chị Loan nha. Và có yêu thương như tình em gái nhỏ vẫn ở bên anh không rõ từ bao giờ. Long An ơi, chung thủy đợi chờ. Quê hương em là bài ca Bắc Tân, chung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Hoa vàng cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng với thơm ngát tình em. Gió lên đi cho tình ta say mơ, bấy lâu mong chờ anh chẳng đôi bờ. Người đi thương nhớ nhớ quê hương, thủy chung dơ về nghe tình đất con mến yêu. Dòng sông quê em hay dòng xưa mẹ hiền, chở che bom đạn nuôi đàn con yêu thương. Giờ nước lung linh ru mình trong nắng môi, xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ở chợ nỗi mong chờ. Tình yêu quê hương không bên không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ, dàm có đông ơi dàm có đông, có phải máu cham đã mấy lần rơi đổ cho mảnh đất Long An rạng rỡ tên vàng. Anh sẽ gửi cho em màu xanh trên dòng sông dàm có, với em đêm kỷ niệm tôi thơ. Giữ cho Long An bài ca thương nhớ, giữ ánh trăng vàng giữ ngôi sao nhỏ quý ta. Nghe tiếng em ca trên dòng sông giải phóng, lòng lần lần như giấc mộng buổi ban đầu. Ở tầng sông Hồng anh có biết quê hương em cũng có dòng sông. Anh mãi ngồi trong lòng tha thiết, dàm có đông ơi dàm có đông, dàm có đông ơi dàm có đông. Cảm ơn, cảm ơn. Quá tuyệt vời luôn rồi anh ơi. Quá hay luôn. Này là anh YouTuber luôn quý vị, ở tác nghiệp đây đã lâu với anh nhưng mà chưa biết anh luôn. Chưa biết tên anh mà cũng chưa biết anh là hát hay vậy quý cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời luôn quý cô chú anh chị ơi. Nếu bà con bác thấy anh và cô hát hay thì cho một like, một đăng ký ủng hộ kênh nghe quý cô chú anh chị. Đó. Có thể để lại một cái comment bình luận ở dưới ý kiến như thế nào hay quý chú anh chị. Rất là tuyệt vời luôn. Ôi nghe một cái nghe nó rụng rúng luôn quý chú anh chị, phải nói là rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Quý chú anh chị, cô là cũng là đi chung với cô đó sao cô chắc nghe trẻ tuổi hơn ha.
chị chắc chị chứ hình như là mình thấy chị còn trẻ uống chị à bốn mấy rồi chị được ha. Mình đi lên đây là bốn chị em hay là cô cháu? Bốn chị em. Bốn chị em hả? Là chị em hàng xóm hay sao chị? Chắc có lẽ là cũng đủ hết chị. Dạ. Cho bài hát nha, quê hương ba mẹ. Ồ, quê hương ba mẹ. Con nghe cô nói là bài cô hát cái bài này á là phải có người là múa nữa đúng không cô? Đúng rồi, nhưng mà đây thiếu người múa rồi. Đây là cô này múa được rồi, một người. Đứa đâu có hợp với đủ ba, hai ba. Ba người hả? Phải bắt Trung Nam bây giờ có người giờ chỉ có người. Bắt Trung Nam hả? Bây giờ nhờ người vô đứng chính giữa đi cô, hai cô với chị là đứng bên hai bên múa là được. Nhưng mà chỉ coi trong tivi thôi mà. Cô đang tâm sự với chú. Hôm nay Đồng Nai lên đây thăm anh và cùng mấy em lưu đất ở đây là hát nãy giờ cũng nhiều. Nhưng mà chắc có lẽ trước kia về sẽ tặng một bản nữa, đó là quê hương ba miền. Tại vì đây chắc chắn là cũng Nam Bắc Trung đầy đủ. Dạ, mình cũng tặng hết tất cả các anh chị em ở đây. Đó, cho nên là hát không có hay nhưng mà tại vì hay hát thôi. Nên hát nói chung thì chỉ buồn nhưng mà bây giờ thì nó cũng ổn rồi. Nên đó là bài quê hương ba miền nha. Rồi rồi. Một trái lại quê hương ba miền nha. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhà thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió bùa hồ gươm vắng bóng thời xưa. Ba sáu phố phường nắm cửa cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Hết Hà Nội nha. Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua Dĩ Gia chờ đông ba người bình. Thăm lăng di tích thăm thiên mù, tộc thề chầm vai nghiêng nón qua trang tiên. Đêm trăng buồn trên bền vẫn lâu, ngâm câu mấy đầy dòng ai nghe thảm sầu. Bên ni bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Rồi hết Huế, đi về Sài Gòn nha. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoàng đến miền lục tính xưa. Cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không đơn đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hò ngọc viên đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hò ngọc viên đông. Để nó thương đuổi chương trình. Thôi vâng, là cảm ơn cô cũng rất là nhiệt tình luôn quý chú chị, là cô hát cũng là rất là hay. Cảm ơn con nha, có bà con cũng mới vừa đến nào quý chú chị. Có hai bé luôn à. Hôm nay là nói chung là rất là đông luôn bà con cô bác ơi, như là đến liên tiếp luôn ha. Đông nhưng mà không bằng à, mấy hình như là ngoài nhưng mà so như vậy như ngày bình thường mình là vậy là cảm thấy là vui rồi. Để cho khách anh, nó có vô anh né cái camera qua bên. Ồ. À, quý chú anh chị thì chị Minh thấy bà con ngồi giống như là đang ngồi đang xem gặp sân khấu chú hoặc là cô bác đang diễn quý anh chị nè. Nha.
cô đây thì hát là rất là nhiệt tình luôn. Có hai bé mặc đồ trắng là khắc rất là dễ thương luôn. Không biết là con cháu của ai đây mà giống là sinh đôi quá quý chú anh chị. Dễ thương quá. Để giờ mình đi qua bên đây coi cô chú mua hoa quả gì để là cúng cho chú nghèo quý chú anh chị. Tại vì hôm qua có một chị gái, chị nói là chị ở gần đó, cậu Năm Vũ Linh. Con chào chú. Từ thiện ở đó, chú có hỗ trợ xây một cây cầu, có cái tên là cầu Vũ Linh luôn. Thành phố Mò Càng. Rồi. Chú đây là nãy là chú ở đâu? Bến Tre. Bến Tre. Này nghe là chú không gần ha. Chú ở Bến Tre nên coi là biết không lại hỏi. Tại vì hôm qua có chị gái đó, nói là cậu Năm Vũ Linh. Quên một mâm máy luôn. À, quý chú vậy. Rồi đằng kia kìa. Này. À, nguyên một mâm trái cây gồm có là bơm và như là lê và xoài quý chú chị. À, quý cô chú anh chị có thể thấy nè, mà có một người chị cũng góp ý với Di Minh là nhờ là em Khang là dọn những cái hương này quý chú anh chị để vô cái nơi đây để là chiều á, chiều mình có thấy mình đốt để là cho nó gọn ghẽ và bỏ vô trong đó mà hai hương còn nhiều quá nó tội á quý anh chị, cho nên là Di Minh góp ý cho em cũng để đây vậy. Hôm nay là chú Tiểu cũng khá là đẹp trai nè. Mặc đồ rất là dễ thương. Mà cô đây là nãy giờ hát, nãy giờ như mình nhớ là 5-6 bản rồi quý vị, hình như cái gì? Cô hát là như gần chục bản nhạc, chục bản rồi quý vị. Rồi, chú Tiểu thì đang ấy nha. Để vì mình cắm nới cái này vô tí xíu bà con á, sửa cho nó nghiêng vô đó, để tí xíu mà bà con dễ cắm heo quý anh chị. Để không để nới cho chồng vậy là chút xíu bà con cứ cắm lên nữa à, bà con cắm cho dễ, tại vì mình nghiêng cái hương vô á nó không có bá cái tay ở ngoài quý anh chị, khi mà cô bác cắm thì sơ ý cắm nó nghiêng qua đây nè thì sẽ không ấm được nhiều. Mình sửa lại quý anh chị, mình sửa mình nhưng mà mình không có nhổ lên, mình sửa giờ nhẹ thôi quý anh chị, nó sẽ được cấm lâu và sẽ tàn cái hương. Thì cái hương này là cũng như là cái ý nghĩa là cũng như là một cái nó rất là sâu xa luôn quý anh chị. Những cái hương này được hưởng hương khói lâu thì sẽ rất là tốt luôn. Đó. Nói chung thì nhưng mà nay thì thôi mình lên rồi. Mình múa rìu qua bắt thợ anh Vũ Linh ra đấy nha. Cô như nãy giờ con nghe cô là hát là rất là nhiều bản luôn, hồi sớm giờ cô nhớ là cô hát bao nhiêu bản như vậy cô? Hát chừng 5 bản chứ gì. 5 bản ha, nói một bản mà miền là cô cũng thấy ba bản rồi đó. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc rồi đó là ba bản rồi đó. Cà Mau đó. Rồi. Bây giờ Cà Mau, về Cà Mau cũng có rồi tại quê hương anh Vũ Linh miền Tây. Hình như là con nhớ cô là hát gần chục bản lúc con chưa quay là cô đã hát 4 bản rồi. Mà cô hát nãy giờ không là coi như là gần chục bản rồi đó cô. Đó. Vậy là vượt chỉ tiêu quá rồi. Con chưa quay là cô đã hát hết bờ. Em chưa quay là cô đã hát là bờ như là 4 bản rồi đó. Rồi, rất là tuyệt vời. Nói chung là mấy em rất là nhiều. Dạ. Hôm nay lên thăm anh Vũ Linh rồi tụi này xin phép ra về. Dạ. Cho nên là chúc mấy em luôn khỏe mạnh. Rồi có gì truyền tin cho bà con coi. Dạ. Ta đi không được á, ta cũng coi, ta cũng vui. Dạ. Thì con cũng xin đại diện cho mấy anh em cũng rất là cảm ơn cô đã gửi lời đến cho mấy anh em con ha. Chúc cô thì đi đường thuận lộ bình an, làm gì may mắn nha con. Cái đó giống như là cúng anh Vũ Linh là bình thường.
Dạ. Nhưng mà ở đây cũng là một cái tấm lòng khi dạ, cho mấy đứa để ăn gì hoặc uống nước. Cho nên là cô cũng gửi cho một chút xíu để gọi lại nha. Dạ. Cho nên là cho mấy đứa ở đây chúc nhau rồi chia nhau. Là sao cô? Cô tặng cho mấy đứa đó. Ý là cái tiền này là mấy anh em đi ăn uống gì đó hả? Anh tặng cái vậy đó. Ý là uống nước hay là sao cô? Ăn cơm làm gì làm thì cô cho có quyền mà. Dạ. Rồi tôi tại cô. Tức là tất cả những anh em đang có mặt hiện tại bây giờ đó, hả cô? Đó thì vậy dạ. Thì anh em cứ ăn gì giống như cái tấm lòng vậy nha. Dạ dạ dạ. Rồi vậy nha. Bye bye. Dạ, con xin cảm ơn cô hết cô, xin nhận cái phần tiền của cô. Đó. Cả nhà ơi. Cô gửi là 500. Cho là tất cả là anh ơi. Anh đâu tiền không? Cô gửi là 500 ngàn cho mấy anh em à. 500 ngàn cho mấy anh em đó à, ăn uống gì đó thì tùy à, lắm cảm ơn cô nghe à, cầm đi anh cầm cũng được vậy à, hôm trường đại diện cầm vậy anh uống để cho anh hàng đi rồi à, quý chú chị à, con cảm ơn cô nghe cô à. Dạ. Có gì vậy, cô sẽ tới sớm trước để quay clip nữa. Mai mốt có gì hay không thì con không biết chứ. Cho con hỏi là cô thấy tụi con là quay YouTube rồi. Gì vậy? Đậu ra còn thế giới luôn à cô. Sao không? Gió nè. Ở đây nè chị. Rồi gió ôi chú chị nhưng mà Khang đứng đây cũng đỡ lên liền của chú chị thôi. Cho chú mang cái đôi dép cho con gái. Dạ. Dạ. Mấy đứa cũng nhận cái thảo của cô thôi. Dạ. Rồi chúc mấy đứa luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tất cả những tốt đẹp gì đến cho mấy đứa nha. Anh Hân đại diện mấy anh em cảm ơn cô đi anh Hân. Còn đại diện tất cả mọi người ở đây, cô cũng gửi tiền của ít thì lòng nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà nếu mà cô tặng thêm nữa con cũng lấy. Nói chung vậy anh Trần, anh Hương Trần ơi. Vậy cũng tốt cho cô và cũng tội nghiệp cô. Giờ bây giờ ví dụ như cô biến ngộ xong rồi cô mang về ăn về. Dạ. Nói chung chiều nay có đám cưới nữa cho nên là đi xuống là hay thì bây giờ nãy là cô hát một bài thôi, bây giờ con xin phép là cô hát một bài. Cho mấy cô mấy cháu vô ha. Quá tuyệt vời luôn quý chú anh chị ơi. Mấy cháu nè, với mấy bà nè, rồi với mấy chú nè, cô. Đó quý chú anh chị. Cô. Mới mình đi ra đây đi cô. Ra đây bên đây trống này cô. Ra đây trống này cô, tại vì đang cúng á cô. Dạ đúng rồi, qua bên đây nè cô. Quá. Bây giờ cô đi chỗ nào mát? Ờ, mát ở đó đi. Nói chung là mà mời cô đi qua bên chỗ mát đó, tại vì cái chỗ này là cái nơi cúng á, cho nên là mời cô qua bển để khoảnh khắc riêng với chú anh chị. Tại vì mới có mấy ông bà nè, cô chú nè, cho nên là mình hát ở đây nó hơi ấy nha, cho nên mời cô chú qua bển. Quá dễ thương luôn á, giống hai thiên thần nhỏ quá à, tuyệt vời. À, mà thấy anh mời cô qua bên đó nó hợp lại không? Tại đây là cái không có người thì mình hát được, nhưng mà có người thì mình phải mời cô qua bển. À đúng rồi. Alo. Ồ, hai bé giỏi quá quý chương trình, chắc được cha mẹ này cũng huấn luyện lắm nè. Ồ, rất là thành tâm ha, thành tâm ha. Nhưng em không biết lại thì nhìn chị kìa, thấy không? Phải nói là mình rất là nể hai cháu của chị. Thấy không?
bé mới nhục ba lớn rồi nhỏ xíu à. Mà lại một cái cách đạo thôi thấy rất là thành tâm luôn, quá cưng luôn ha. Đến đây chắc cũng được sự giáo huấn của cha mẹ, chắc cũng chắc cũng đàng hoàng, cho nên là con cái cũng đàng hoàng của chú chị nè, không rất là tuyệt vời luôn của chú chị. À thì cô chú với bà với hai cháu chụp một bôi hình để làm kỷ niệm với chú anh chị ơi. Thì hồi sớm là cô mà hát á của chú chị ở Đồng Nai á, cô là hát có nhiều bản và cô cũng có cái lòng tốt rồi gửi cho Di Minh 500.000 để, nhưng mà Di Minh đã chuyển sang cho anh Hăng đại diện cho mấy anh em để là mua nước hay là cái gì đó cho mấy anh em ha quý chú anh chị. Đó, tại vì mình cũng tôn trọng mấy anh em lớn cho nên là mình nhờ ảnh đại diện giùm quý chú anh chị, còn ai mà gửi riêng cho mình thì mình sẽ nhận riêng, còn nhỏ chung thì mình sẽ đại diện cái anh lớn nhất trong trong YouTube ha quý chú anh chị. À, cô đây vẫn còn hát nữa quý anh chị. Rồi quý chú anh chị bên kia thì đã thắp hương rồi, xong rồi tới bên đây với cô ở đây. Với lại cậu Nam Vũ Linh, cái thứ hai nữa là cô hát mà bằng cái tâm nên là cô đổ mồ hôi nhưng mà cô vẫn phục vụ cho mọi người. Bởi vậy mọi người nhớ ứng lại cái kênh ủng hộ cho cô. Mà cô hát mười mấy bài đúng không? Cô cao quá. Cô đây là tâm thành phố vậy. Không hưởng trường, hưởng trường với lóc. Rồi tâm là thua luôn, tâm là thua. Dạ. Đó chỗ mày vậy. Mời mọi người một chai đi. Cảm ơn tất cả mọi người hâm mộ. Chai nước đi. Con uống giùm mà uống chai nước cô. Lấy thiểu, lấy thảo như con gọi thấy thiểu. Cái là cái lòng của mình đúng không cô? Đúng rồi. Đúng rồi. Quang thì video đến đây thì Dương Minh cũng chia sẻ khá là dài của chú anh chị ơi. Thì cô cũng đã sắp về rồi, thì Dương Minh cũng xin chúc cho cô và ba chị đây thật là nhiều sức khỏe, thì đi đường thì thượng lộ mình an, gặp nhiều may mắn. Cô có cái giọng ca rất là hay, rất là tuyệt vời của chú anh chị. Xin chúc cô nhiều sức khỏe, hẹn bà cô lại một cái dịp khác ha. Giờ Dương Minh cũng xin chào bà con, hẹn bà con lại một cái video tiếp theo. Nếu mà con thấy video này có ý nghĩa và hay thì cho Dương Minh một like, một đăng ký được ủng hộ kênh, giúp kênh tương tác đến tất cả bà con bác. Ồ, dễ cưng không? Dễ chuyện dễ cưng quá hả? À, Dương Minh xin chào bà con ha. Hẹn bà con làm một video tiếp theo ạ. À.